Thưa quý khán giả, như tin đã đưa, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện và đại diện các sở ngành tham dự. Theo Tổng cục Thống kê, trong những năm qua, hoạt động và thông tin thống kê được nâng cao về số lượng và chất lượng. Công tác thống kê tại các bộ ngành đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của hoạt động thống kê nhà nước. Công tác này cũng được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tại các địa phương. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hệ thống văn bản dù tương đối hoàn thiện, nhưng việc thực hiện chưa nghiêm, dẫn tới hiệu lực hiệu quả trong công tác thống kê chưa cao. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy chưa đáp ứng việc điều hành thống kê cấp huyện, nhân lực về thống kê còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn. Cơ sở hạ tầng và kinh phí cho hoạt động thống kê chưa tương ứng với nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu và sản phẩm, chưa có các chỉ tiêu thống kê phù hợp cho các thành phố lớn. Tại hội nghị, sau khi nghe các đề xuất kiến nghị sửa đổi một số nội dung liên quan đến văn bản pháp luật cho phù hợp với tình hình hiện tại, cũng như đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tổ chức đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh phí, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn thông tin chính thống có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế xã hội cả nước và của từng ngành lĩnh vực, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thống kê trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo. Thứ nhất là nâng cao cái nhận thức về cái công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu, các cấp chính quyền. Cái thứ hai là thống kê thì phải đầy đủ, phải toàn diện, phải khách quan, phải trung thực, phải chính xác, phải kịp thời, phải thường xuyên, phải liên tục, phải minh bạch và phân tích, đánh giá, dự báo thì phải sát với tình hình và song song với nó là phải sử dụng cho nó có hiệu quả cái số liệu này. Vấn đề thứ ba là cái đầu tư cho công tác lãnh đạo chỉ đạo. Tôi đề nghị là người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê. Vấn đề thứ tư là phải nâng cao cái chất lượng đội ngũ và gắn với cái việc cơ cấu lại cái đội ngũ công chức viên chức trong ngành thống kê chúng ta và xây dựng cái bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cái thứ năm là coi trọng cái đầu tư, nhưng mà đầu tư cho nó trọng tâm trọng điểm thì chúng ta cũng có nhiều nguồn lực, thế mà xem cái gì đầu tư trước, cái gì đầu tư sau, đầu tư nguồn lực cho nó tương xứng. Cái thứ sáu là đầu tư hơn nữa cho nâng cao cái chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu quốc tế bằng kinh nghiệm của mình cũng chia sẻ và khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam những giải pháp để thống kê Việt Nam có thể hội nhập và phát triển trong cộng đồng thống kê quốc tế và khu vực.